nhân dịp Tết đến thì Khánh Ti xin chúc cho tất cả quý khán giả của Today TV Tuấn Tài, Tuấn Lộc, Tuấn Bình An chúc mừng năm mới. Vâng, xin chúc khán giả của Today TV sẽ có một năm mới hạnh phúc tràn ngập, niềm vui phơi phới, tiền vô tê tới và lúc nào cũng luôn cười tươi. Phúc đầy nhà, xuân mang niềm vui đến, niên thịnh vượng, chúc lộc thọ vô biên.